là Best Grooming Academy, thành lập từ năm 2014. Định hướng của COSA Grooming đi theo Hiệp hội Quốc tế FCI mang tầm cỡ quốc tế và Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam. Được nhiều nước công nhận, COSA Grooming được những người thầy bậc nhất trong ngành grooming và là giám khảo của FCI dẫn dắt truyền trao kinh nghiệm. COSA Grooming mang sự chuyên nghiệp đến với học viên, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ và giáo trình tốt nhất hỗ trợ trong quá trình học của học viên. Đến với COSA Best Grooming Academy, bạn yên tâm về chất lượng giảng dạy, giáo viên và trợ giảng. Giảng dạy nhiệt tình, tận tâm đến từng học viên để có phương pháp giảng dạy phù hợp nhất cho từng bạn. Phương châm của COSA Grooming chúng tôi: một khi dạy thì phải dạy hết lòng, dạy tất cả những gì mà chúng tôi biết. Chúng tôi hiểu rõ, sự thành công của học viên chính là niềm tự hào của COSA Best Grooming Academy.